Trung tướng Tô Ân Sô đề nghị xử lý cán bộ đòi người dân trình sổ hộ khẩu xác nhận cư trú. Trước một số ý kiến phản ánh gặp khó khăn phiền hà khi thực hiện các thủ tục hành chính, vẫn phải xin xác nhận cư trú dù đã có căn cước công dân gắn chip. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã thẳng thắn chỉ ra những căn nguyên và đề nghị các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý, kỷ luật những trường hợp không thực hiện đúng quy định, cố tình gây khó khăn, sách nhiễu cho công dân. Trao đổi với phóng viên Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Bộ đã có những bước chuẩn bị cụ thể để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Bộ Công an đã hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sẵn sàng kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành, địa phương để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo quy định. Ngoài ra, Bộ đã xây dựng hành lang pháp lý, đội ngũ nhân lực, nhất là cơ sở để thực hiện việc triển khai. Đặc biệt, đã thực hiện quy định của luật cư trú năm 2020 về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và có văn bản hướng dẫn 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ khẩu sổ tạm trú. Theo theo người phát ngôn Bộ Công an, việc triển khai bỏ sử dụng sổ hộ khẩu sổ tạm trú vẫn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc. Thứ nhất, mặc dù có thời gian để chuẩn bị nhưng việc chuyển động là không đều, chưa quyết liệt ở một số bộ ngành địa phương. Do đó việc kết nối với hệ thống dữ liệu dân cư dẫn đến việc thực hiện các thủ tục hành chính hiện nay chưa thống nhất. Thứ hai, cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại một số bộ ngành địa phương chưa thực sự đáp ứng yêu cầu dẫn đến đường truyền mạng còn chậm đôi khi bị tắc nghẽn và đòi hỏi phải có thời gian khắc phục. Vấn đề vướng mắc thứ ba đó là nhiều bộ ngành chưa ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính, do vậy các cơ quan đơn vị thực hiện giải quyết thủ tục hành chính vẫn yêu cầu công dân cung cấp giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú. Đặc biệt, nhiều cán bộ chưa nắm vững quy định, quy trình thủ tục nên vẫn yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ chứng minh nơi cư trú dù công dân đã có căn cước công dân gắn chip. Trung tướng Tô Ân Sô cũng cho biết, để giải quyết những khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai, Bộ Công an đã có những giải pháp trong đó chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 05 ngày 23 tháng 2 năm 2023 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án 06 tại các ngành bộ địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Phối hợp tham mưu Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện số 90 ngày 28 tháng 2 năm 2023 chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ khẩu, sổ tạm trú giấy. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID, đẩy mạnh việc cấp mã định danh cá nhân, thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân đủ điều kiện ra soát sửa đổi văn bản pháp luật theo hướng tăng giá trị hiệu lực của mẫu xác nhận thông tin về cư trú, tăng cường kiểm tra việc cán bộ sử dụng thông tin về cư trú của công dân. Vẫn theo Trung tướng Tô Ân Sô, Bộ Công an cũng kiến nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 05 và công điện số 90, đề nghị các địa phương chưa tiến hành kết nối, khẩn trương hoàn thành kết nối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ người dân giải quyết thủ tục hành chính, quán triệt, thực hiện nghiêm việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ khẩu sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tăng cường giả soát kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ công chức viên chức vi phạm các quy định trên theo thẩm quyền